chứ không phải là đầu tắt mặt tối rồi mình làm đủ loại đủ chuyện, mình can dự chỗ này chỗ khác, ở đâu mình có mặt, không phải là cái người giỏi. Và nói nếu mà một cái nhà nước hay là một cái tập đoàn mình lãnh đạo mà càng ít can thiệp nhất là đó mới là lãnh đạo giỏi đó nha, mới là lãnh đạo giỏi. Các người anh em sau này cũng phải tập như vậy, ít can thiệp nhất, nghĩa rằng cái bộ máy nó đã hoàn chỉnh, mình thiết kế nó hoàn chỉnh, từ cái vấn đề tầm nhìn sách lược tư tưởng cho đến cái vấn đề mà hoạch định cái kế hoạch trong từng giai đoạn một cái đó, và đảm bảo được những cái nhân sự nó thực thi. Nếu giả sử như giống như là cái người mình chia sẻ nào mà các người anh em là lãnh đạo mà những người anh em bên dưới mình chỉ cần nói một câu mà nó hiểu thành một hệ thống được thì lúc đó mình yên tâm, mình chỉ nói rất ít, dưới đó nó tự nó phối hợp giống như cổ máy vậy đó, nó tự động, thì lúc đó là mình mới là người giỏi, chứ không phải là đầu tắt mặt tối rồi mình làm đủ loại đủ chuyện, mình can dự chỗ này chỗ khác, ở đâu mình có mặt, không phải là cái người giỏi. Người giỏi là như vậy đó. Sau này nhà nước giỏi là nhà nước không can thiệp, ít can thiệp với công dân càng là càng tốt, mà xã hội vẫn đi lên, vẫn ổn định ha, và dân chúng vẫn hài lòng.